đi chắc cái gì đấy, như công ty này là con thằng kia, rồi quỹ đầu tư chủ động tự rót mồi vào cái vốn của quỹ của mình, quỹ đầu tư trái phiếu VND. Vốn đúng không? Rồi. Vậy dễ dàng thấy là khoản đầu tư chính nhất vẫn là PTI thôi đúng không? Như đã đánh giá ban nãy thì nó hơi không có thanh khoản đúng không? Có thể gãy. Và đầu tư VLEX mà gần đến ngày ngày cuối đúng không? Ngày cuối của PTI thì chúng ta để ý cái đấy. Xem đợt này có gãy thêm mấy giá không? Nó lại gãy đến 35 thì tính lại đúng không? Năm giá vớ vẩn lại thêm 60-70 tỷ nữa, hơi ảo giá một chút, chi phí quản lý đúng không? Đây nó biết là chi phí quản lý của ông như thế nào. Đây, so với chung này xem đúng không? Tốc độ tăng thì còn chậm hơn nhưng mà hình như là lớn hơn rất nhiều những người khác. Mình thử cái toàn 2020 nhá, nhà cho xác đáng. Đây, ừ, đúng cao nhất luôn, 358 tỷ. Hôm đồng cao thứ hai là Tech, không hiểu sao lại cao thế, 338. VPS có 165 thôi, ERA 184, VPS 100 đúng không? HCM 200. Như vậy là của VND là đi chiến lược bán lẻ là chi phí quản lý rất cao đúng không? Rất rất cao. Đúng rồi. Đúng không? Như vậy về về chi phí đúng không? Rất cao. Bây giờ là tăng thì cũng tăng chung thôi. Khá lớn do cái chiến lược bán lẻ mở rất nhiều nơi. Rồi đúng không? Trong đó chi phí nhân sự chiếm 60%. Chi phí thuê văn phòng tăng 115%. Ồ, cái này thì đúng. Đây. Chi phí nhân sự là con người nhá, đúng không? Vẫn là chắc chắn là lớn nhất rồi, ông tuyển thêm này. Tăng 700. Khấu hao giảm định thì vẫn thế. Thuê văn phòng thì vọt lên, đúng rồi, ông mới thuê thêm rồi. Mở rộng ra thuê thêm. Dịch vụ bên ngoài. Rồi, đúng không? Lời thì chúng ta có của họ đúng không? Nhanh. Ok. Rồi, chúng ta có cái bảng chỗ này. Rồi, bảng về chi phí quản lý. Ok. Chi phí nhân sự theo theo chức năng. Dịch vụ khách hàng. Rồi, chính là cái chỗ hỗ trợ. Chính là chỗ hỗ trợ rồi. Hỗ trợ kinh doanh sản phẩm vận hành dịch vụ khách hàng đúng không? Nhân viên tư vấn dùng gì đấy. Bono thôi đúng không? Chúng ta rồi đúng không? Đấy gọi là theo gọi là chức năng về nhân sự đúng không? Ghi thêm này. Chức năng. Rồi.
thì cùng hỗ trợ xem như nào nhá. Được 14 năm rồi. Không có gì, có chi rủi ro. Toàn chữ rồi, chúng ta chạy tiếp. Chạy tiếp nhá. Kế hoạch ở đây 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 đây. Đúng không? Chúng ta có kinh doanh. Một hoặc này ok rồi. Rồi, vĩ mô. Ok rồi. Dự báo của công tác này khoai đúng không? Vĩ mô Việt Nam ok rồi. Nhưng mà mình không không nói chung là không dự đoán được, tương đối thôi, năm nay chắc là tốt rồi. Năm nay thì có một cái biến số là các ngân hàng vốn có lợi nhuận rất là cao là năm nay tăng rất là mạnh, có thể nếu mà tính PE của VN-Index có khi chưa chắc là cao. Rồi họ dự đoán là lợi nhuận của VN-Index tăng 23% cơ, đúng không? Tỷ số cổ tức của VN-Index là 18, đúng không? Ok này. Rồi tiềm năng thì nâng hạng, đúng không? Của cái MSCI của FTSE này. Ông đưa ra mấy kịch bản cơ sở tiêu cực tích cực, bây giờ thì thấy có vẻ tiêu cực rồi, hơi tiêu cực chứ không phải tiêu cực quá, được tràn lan. Mình thì chưa thấy lãi suất điều hành giảm, vẫn vậy. Rồi, mô hình này thôi kệ đúng không? Tự đoán. Đến giờ thì qua cả 1.300 rồi. Đây, 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 đây. Mai mới nhìn thấy cái cần nhìn. Tích cực, nhưng mà mình nghĩ là cái này không đúng đúng không? Đưa ra có phần quá thận trọng. Riêng quý 1 tất nhiên là gồm có cả PTI này làm ảo trong ấy nữa. Là đã 600 rồi, tức là đã một nửa của cái gọi là tích cực của ông ấy rồi. Rồi họ kế hoạch là lãi trước thuế là 1.100, không đúng lắm à. Wow, thận trọng quá, chắc chắn rồi, doanh thu thì ra xem nào. Dịch vụ chứng khoán đúng không? Chính là cái bộ môn hút khách của 147%, mình nghĩ là có thể sẽ được nhiều hơn. Vì đến giờ thì khoản đang rất là cao. Theo như cái dữ liệu này. À đâu đâu, thanh khoản đi. Đây là đây, đây, đây. Toàn 2020 thì một ngày có 7.000 thôi. Và năm 21 đến giờ thì theo tại thời điểm thống kê này thì là trung bình 21.000, tức là đã gấp 3 lần rồi. Và nếu từ giờ đến cuối năm thị trường vẫn ở mức này, thậm chí còn hơn, bình quân sẽ hơn 21.000, gồm cả 3 sàn. Thì phải hơn chứ, đúng không? 47% là như thế nào? Hiện nay là cao năm ngoái rất nhiều rồi. Đúng rồi, đúng không? Trung bình quý 1 khoảng 18. Tháng 4, tháng 5 vừa rồi là khoảng 25, nếu mà cộng tháng 6 vào có thể thậm chí phải 26, 27, thậm chí hơn. Như vậy riêng quý 2 là hoàn toàn có thể tăng 50% so với quý 1. Còn so với bình quân của năm 20 là phải hơn. Như vậy là kịch bản đưa ra rất thận trọng. Rồi ở đây bốc cái năm ngoái vào cho nó số lượng chính xác cho hai.
Rồi. Theo như cái ghi nhận này thì là doanh thu hoạt động này bốc các thứ vào 6 này, năm ngoái thì là 27 tăng phần trăm. Rồi đi tăng 27%. Mình nghĩ là thật trọng thôi luôn. Dịch vụ chứng khoán 1080 737 trái nhiều hơn đấy. Tám ngân hàng đầu tư đây có 7142 đúng không? Cũng nhỏ thôi, không gì mạnh. Kinh doanh vốn đúng không? Này là 1129 ba cuối cùng là vốn chủ về cũng không có thêm bao nhiêu cả đúng không? Vậy rồi chi phí đúng không? Rồi làm cách chi phí thì mình nghĩ có thể là sẽ tăng tăng đúng, thậm chí còn tăng hơn do doanh thu tăng theo, do doanh thu tăng mạnh chứ. Chi phí quản lý đây, cái này mình nghĩ là hoàn toàn có thể ước được nha. Thì làm cho anh chuẩn rồi 15 lại nó lại như kia thôi chứ số không xa lắm đúng không? Cái cuối thì có vẻ nhà này mình nghĩ bắt đầu từ chỗ dịch vụ chứng khoán kia đúng không? Nó đang như thế, chúng ta sẽ qua nhé. Ban kiểm soát chắc là mình đi qua thôi đúng không? Ở Việt Nam ban kiểm soát không có nhiều cái ý nghĩa lắm đúng không? À so sánh VND Đài 2C đúng không? Đây là bản Việt rồi, VPS nó là đối thủ lớn nhất rồi đúng không? Lợi nhuận thì ra sau hay đài thôi, à sau cả bản Việt nữa. Tài sản đây vốn chủ, vốn chủ thấp nhất trong bốn so với bốn ông kia. Tăng trưởng à, tăng trưởng hơn rồi chắc chắn rồi. Đúng rồi, thế đúng rồi. Mô hình ông là mô hình bán lẻ khách hàng cá nhân mà năm ngoái, từ năm ngoái giờ thì khách hàng cá nhân là chủ đạo của thị trường chứng khoán Việt Nam, đó chắc chắn là ông sẽ lợi người khác. Và thực ra cũng là một cái cơ sở để mình đánh giá ngày hôm nay chứ không phải là chọn lung tung đúng không? Bừa. Đúng rồi, mọi thứ đều đều vượt trội, tăng trưởng doanh số thuế là vượt trội đúng không? Tăng trưởng doanh thuần cũng là vượt trội, chỉ số ROE đây khoảng 20% cao rất nhiều đúng không? Hơn nhìn hơn bản Việt một chút đúng không? Còn bên tài sản thì bản Việt là vô địch rồi, sau đó thì đến VND và HDC. À, mình thì cũng có cái bản thống kê này, nếu mà ROA thì đơn giản E luôn, có tách thì vô đối rồi. Đúng chủ đây 19, 16 đúng không? Vậy là chỉ sau có tách rồi. Tài sản thì TCB cũng là vô đối rồi đúng không? Bản Việt đúng là họ hơn hẳn Tân Việt đúng không? Một công ty chứng khoán nhỏ. Nói chung là cái mức này của VND cũng là mức gọi là chung đúng không? Còn hệ số này nó như thế này vì do chủ yếu ông tách thôi, cân kèo hết 28%, mô hình cực kỳ độc đáo, đi vào hướng đường trái phiếu đúng không? Dòng sau thuế của Tech gần như là vô đối thị trường rồi, 2.000 tỷ đúng không? E lại có 1.200 thôi, bằng 60%. Những ông còn lại thì VND được gần 700, VCI hơn 700, còn lại là
HCM còn lại là vớ vẩn, đúng không? Như vậy là thị trường đang tập trung lợi nhuận vào một ông, hai ông. Trong 12, mười mấy công ty này mình thống kê thì đây có 7,5, đúng không? Mình tích đã làm 30% rồi. Mình rất tốt, đấy là ai cũng trên những cơ sở để đầu tư cổ phiếu Techcombank, đúng không? TCBS là con. Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Mấy này thì biết rồi, chúng ta tiếp nha. Hoạt động của hội đồng quản trị, ban điều hành sẽ cố gắng tìm xem là có thông tin gì đặc biệt không, đúng không? Rồi, chạy chút đúng không, em còn gì nữa. Rồi, thỉnh thoảng bị xử lý đúng không, tuân thủ, bị ủy ban phạt về thiếu sót trong lưu trữ hồ sơ chứng từ, chứng từ này, này. À, rồi rồi rồi, ngoài hay làm những cái gì hơi lách luật để cạnh tranh. Tờ trình quá đi này. À, phân phối. Rồi rồi. Rồi mình chạy qua chút nha, khả năng xem như nào. Chiếc 500 ở trong 500 rồi chưa thuộc 42 tỷ, tức là chỉ có 700 quỹ khai thác lợi cũng được, đúng không? Đấy, đấy. Phân phối này thì ok. Chú ý để lại thôi, chả có 5% tiền mặt cũng được, tương đối này mà, đúng không? Cái này là mình nghĩ là tương đối này mà nhé. Rồi, khả năng hôm nay chúng ta đứng ở trang thứ 30 nhá, của tới chắc là sẽ quét tiếp, đúng không? Ok nhé.